Có vấn đề được không? Dạ dạ được ạ. Tiếp như như thế này là chị muốn chia sẻ với em về về vấn đề của cái ông U77 á, Dạ. là ở trên Kinh Phúc Nghĩa đưa lên. Và trước đó thì Kinh Phúc Nghĩa cũng đưa lên một cái đám cưới của ông U70, Dạ. thì làm hoành tráng lắm. Nhưng mà chị là cái người đi dự đám cưới ngày hôm đó, chị biết nè, Dạ. là cái ông U77 này á, Dạ. là thật sự là ngay cái đám cưới khi mà chị vừa bước vô á, Dạ. chị vừa bước vô, tại vì ngày đó là ngày đi đám cưới thì nhiều Phúc Nghĩa có mời rộng rãi, thì chị là cái người đi muốn dự. Chị vừa ngồi xuống thì ổng hỏi chị, là có lên trên kết nối với Khương không? Chị nói em cũng định lên mà em ngại. Dạ. Ông nói nếu mà anh gặp em trước á là anh sẽ chọn em, anh không chọn bà này. Trời ơi. Cái chị mới nói ủa không, cái đó là thật sự nha, chị nói thật sự. Cái chị nói ủa anh, cái chuyện mà em thấy anh chọn chỉ là cái chọn hai người chọn nhau rồi dẫn nhau đi đi tắm nữ trang này kia. Ông về biểu bà này liền, ông nói là bà này là lăng xăng nứt tích, là không hợp với ổng, Dạ. rồi đi đi chọn nữ trang thì tự ý chọn, rồi đeo vô ngón tay ngón chân gì không biết, Dạ. ngón giữa ngón trỏ gì đó là không biết, là chị thấy nó không được rồi. Là chị thấy là chị mới nói, chị mới cười, chị nói là anh chọn vợ mà vậy sao được. Dạ. Thì lúc mà đám cưới em có rõ ràng không, thì bả đi vô là vô trễ đám cưới mà để khách mời, rồi vô trễ. Rồi trong cái đám cưới diễn ra là khách khứa ai cũng rất là cười, tại vì anh thấy không, khi mà đám cưới thì vợ một nơi, chồng một nẻo, chồng ngồi thì mặt một đống, vợ thì kè kè theo cái ông U62, 63 gì đó, hai kè kè ra là thấy cái đám này không được rồi. Dạ. Rồi xong có rõ ràng là vài bữa là lên trên người khác, là ổng chia sẻ ông rồi kiếm vợ khác Dạ. rồi. Rồi chị thấy là vài bữa sau thì chị thấy chị ổng lên trên của Phúc Nghĩa, là ổng chia sẻ là ổng nói là ổng năn nỉ vợ ổng này kia. Nó thật ra ra chị nghĩ đó là một sự dằn xếp gì đó sao á, Dạ. chứ cái thái độ của ổng khi mà ổng lên trên mà ổng đòi kiếm vợ là ổng rất là quyết liệt, em đúng không, anh thấy đúng không? Dạ. Thứ nhất là cái trường hợp đó, thứ hai là trường hợp ông 77 này. Dạ. Chị thấy rõ ràng là chị không nói gian, chị là cái các quan chị cũng rất là thấy cái kinh của Phúc Nghĩa rất là hay, chị cũng muốn lên nữa, nhưng mà chị thấy rõ ràng là ông Phúc cứ đem cái ông 77 này ra mà làm gọi là cái câu like, câu lên, chứ người này vô là bà ngoại tới bà ngoại lui, ông ngoại tuyển vợ, ông ngoại cho nhà, rồi mấy cô cứ nhào lên nhào xuống, mà trong khi mình là chủ kênh mà mình không đi xác minh để rõ ràng là bây giờ lòi ra là cái dạng mà giống như ổng đi lừa đảo cộng đồng. Rồi mình là chủ kênh thì có phải là mình chịu trách nhiệm không? Rõ ràng là Phúc Nghĩa phải chịu trách nhiệm trong cái vấn đề này. Dạ. Có thể là cô bé, con thấy rõ ràng không, cô bé người ta cũng người nhìn làm vậy, người ta sẽ bẻ bàn những cô đi lên trên chứ. Người ta thật sự người ta kết nối với ông này, rồi người ta lớn rồi, người ta cũng cần một bến đỗ, người ta cần một người đàn ông lo lắng cho mình một cái kinh tế vững chãi nào đó, đúng không? Người ta lên rồi cô bé đó chạy về dưới quê ổng, thì ở đây cũng gần gần là chuẩn bị lên đám cưới rồi, mơ là hai ba bữa sau cô bé lên rồi dẫn nhau đi ăn, rồi mua nữ trang, rồi đi đi bơi này kia, con thấy rõ ràng không? Dạ. Cuối cùng rồi bể ra là bây giờ ổng lại lừa đảo tiếp đó. Sau đó thì bắt đầu lên trên là nói là ổng không có với cô bé nữa, ổng tuyển vợ là thứ hai, rần rần thêm một mớ chạy lên nữa. Dạ. Rồi cái bà Sóc Trăng này, cô thấy cái cô cái chị Sóc Trăng này, chị cũng là cái người nhiệt tình, tại vì chị thấy hôm 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 trước đó, Dạ. chị thấy là hình như Trương Phúc Nghĩa cũng nói là có một cái đó là nhà lưu trú, thì có nơi để cho khách ở lại Dạ. đó. Thì chị nghĩ là như vậy nè, Phúc Nghĩa tạo điều kiện cho khách như vậy là đúng, nhưng mà khi mình làm một cái vấn đề, mình làm truyền thông, mình cần phải suy nghĩ kỹ, tại vì mình thấy chị cũng suy nghĩ, chị nói ủa ông này giàu quá, đại gia giàu quá, mà tại sao mà vợ
khi mà tuyển vợ về dưới thì người ta ở dưới người ta làm đám đi, đâu có nhiêu tiền đâu mà phải đẩy ông già ngược lại lên trên đây để Phúc Nghĩa làm đám, coi như là làm vài đám vài bàn cho mà gọi là cái gì đó, là không không tốn tiền, đưa 20 triệu lên đây làm rồi mua nữ trang này kia rồi vậy. Cái này rõ ràng là chị nghĩ là Phúc Nghĩa phải có trách nhiệm trong vấn đề truyền thông này, theo chị nghĩ là như vậy. Tại vì mình là cái người mà chia sẻ truyền thông, mà truyền thông rộng rãi, từ cái Phúc Nghĩa mà từ cái ông 77 này lên là bắt đầu live view đồ ào lên, là các cô lên nhào lên, rồi bây giờ lại tiếp tục theo câu lên ông Cường Đô La, Cường 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 ấy gì ông Cường này, tại vì chị bữa chị đi đám cưới chị cũng biết ông Cường này luôn, chị cũng biết ông, chị cũng thấy ông Cường Đô La này luôn, chị cũng biết đó. Mà không biết Phúc Nghĩa thì sao chứ thấy mấy cô cứ nghe nói cứ nhào 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 lên, rồi giờ thấy cái gương của ông U70 nhiều khi chị coi trên, cho nên chị bức xúc. Chị bức xúc là mình nghĩ là đây là không chỉ chị không nói riêng Phúc Nghĩa, mà chị nghĩ là những các em làm truyền thông thì khi mình đưa một cái nào đó, khi mình thấy là cái vấn đề truyền thông nó nóng lên thì mình cần phải xác minh lại có đúng hay không. Đấy, như vậy bây giờ mình đưa hình ảnh như là cô bé rất là, khi mà cô bé hoặc là cái cô Sóc Trăng rất là bẻ bàng với lối xóm, đúng không, em công nhận không? Đúng rồi. Và những cô đi lên giống như cái cô, cái chị mà cái em mà 48 tuổi rất là xinh đẹp mà nấu không vàng á, ngồi kế bên ông đó. Thì người ta cũng sẽ bẻ bàng, những người đó người ta sẽ bẻ bàng, người ta sẽ bị cả thế giới, bị cộng đồng, người ta sẽ cũng nói là ừ đó đó đó. Mà trong khi ông một ông già 77 tuổi mà đính ra là ông không phải là 77 tuổi nè, mà giấy tờ đây sao ông 90 tuổi. Ôi ơi, chị thấy bởi vì chị bức xúc là chỗ đó đó em. Chị muốn nói với mình là như vậy, khi mình làm truyền thông mình, chị biết là cái đây làm này không có tốn tiền gì hết, không có đòi hỏi tiền cộng đồng, nhưng mà mình phải nên có một cái tâm xíu. Tại khi người ta nói thiệt á, như mấy cái cô, có những cô người ta sẽ không lên tiền bạc đâu, nhưng mà người ta vì muốn kết nối với ông 77 70 gì đó nên người ta phải muối mặt, người ta lên trên xuất hiện cả cộng đồng thế giới để người ta tìm đến ổng, nhưng mà thật ra ổng là một quả lừa, một cú lừa của ổng. Rồi mình không xác minh đâm ra là mình phải chịu trách nhiệm chứ. Không không biết chị nói điều đó có đúng hay sai, không biết cộng đồng có nói chị đấy, nhưng mà chị nghĩ là ít nhiều gì thì Phúc Nghĩa cũng phải có trách nhiệm trong cái vấn đề này, chứ không thể im lặng được. Không thể im lặng gì được. Chị nói đúng không chị? Chị thấy là chị bức xúc, chị cũng là phụ nữ nữa, chị cũng thật sự luôn, chị cũng quá bức xúc, tại vì chị thấy có thể là cô bé rất là bẻ bàng, cho nên về cô bé không có cái tiếng nói mạnh mẽ để lên lên như cô Sóc Trăng. Thì cái cô Sóc Trăng chị rất là quên ngôn cô đó. Cô đó mạnh dạn đưa lên vạch trần cái bộ mặt ổng ra. Đó, vạch trần cái sự thật của ổng. Để chi, để đâu biết đâu rồi tự nhiên ổng mai mốt ổng nhào lên rồi ổng nói là tuyển vợ lần ba người ta lại nhào vô nữa. Đó, chị rất là quan hình cái cô với Sóc Trăng á. Cô rất là mạnh mẽ, mình cầm lên được, mình buông được thì mình rất là lên, mình lên tiếng cộng đồng mạng. Chị riêng chị và chị nghĩ cộng đồng mạng cũng rất là cảm ơn cô đó. Vạch trần được mặt ổng, trời ơi ông đó thiệt tình, ông đó ông lừa thiệt luôn á. Ông lừa, ông dẫn người ta đi một cái vòng thì rất là xa luôn. Đi có bây giờ vòng quanh thế giới luôn hả chị hả? Đúng luôn á, vòng quanh thế giới mà đi vòng mà chưa không. Nếu mà không có ai già, cô đó không có sự mạnh mẽ, chắc ông dẫn đi nữa. Trời ơi. Như là hôm nào có dịp á, chị em mình gặp uống cà phê ha. Đúng rồi, chị thật sự chị cũng ngại lắm, chị nói thiệt. Tại vì nhiều khi mình cũng muốn kết nối, nhưng mà tại vì phải đưa cái mặt phải nhiều, em biết không, trở trên cộng đồng có những người người ta rất là thông cảm, nhưng mà cái người ta không thông cảm đâu, người ta lại nói những cái lời nghe nghe sợ lắm. Cho nên là sợ lắm em thiệt. Nhưng là em xin phép chị cái đoạn này chị cho thà cho em, nãy giờ em có ghi âm á, chị cho phép em nha, cho phép em đăng nha. Được rồi đó, em đăng.
em chỉ đang đi tại vì chị thấy, nhưng mà có thể là em biết lại cái chỗ nào mà chị đi bức xúc quá thì em bỏ bớt ra để nhiều khi nó cũng, tại vì khi những khi mình bức xúc mình không có kiềm chế được á, không như là chỉ nào mà có thể ấy thì em bỏ bớt. Dạ em thấy nãy giờ như là chị chia sẻ cái câu chuyện á, thì như là chị cũng có đi dự đám cưới, như là chị chia sẻ câu chuyện thì em nói là cũng là đủ xúc tích để cho như là những cô chú xem thì nhìn đâu là trái đâu là phải, thì cô chú sẽ cũng đồng cảm với cái quan điểm của chị thôi. Đúng rồi, đây là chị nói để mà khi mà những cô chú anh chị hoặc là những cái người phụ nữ hoặc là những cái anh nam độc thân muốn lên kết nối thì mình đừng có nhìn, đừng có nghe một chiều, mà mình phải xác minh rõ ràng, để rồi gặp một cái sự bẻ đàn như vậy, trời ơi thiệt luôn, đau đớn lắm á, đau đớn đối với gia đình, bà con, dòng họ, bạn bè, rồi cả cộng đồng thế giới. Rồi thiệt anh ha. Rồi chị cảm ơn em nha. Dạ rồi, em chúc chị buổi trưa vui vẻ hạnh phúc bên gia đình thân yêu của mình nha. Rồi chị cảm ơn em nha. Dạ rồi, em bye bye chị. Bây giờ tôi nói rồi nè, tôi cũng là người dân, công dân trên đất nước Việt Nam đây nè. Tôi thấy những cái tình trạng mà lên mạng chỗ đó là lừa gạt người dân với cả thế giới là cũng thấy không có tốt. Mình ở đâu đó, mình rõ ràng đó. Nhưng mình phải tìm hiểu, phải không? Phải tìm hiểu. Với thứ hai nữa, đừng để ai bị nạn nhân hết, những người đó, đúng không? Đó, bởi vì cái những người mình cũng nói nó công bằng, những người đàn bà mà ham tiền, hiểu không? Nghe ông nói là tài sản của đất điền này nọ, rồi đất mặt tiền gì cho 5-7 mét gì đó. Đó là những người đàn bà mà ta ham tiền, người ta không có tính chuyện những đề hạnh phúc hoặc là cuộc sống của họ hiện tại, nhưng họ tính về đồng tiền quá lớn đi, thành thử cho họ nghĩ vấn đề đó là nhà nhào không gì kia á. Đăng lên mạng chưa được 1-2-3 tiếng, cả chục cô, 2-3 cô nhào tới. Đó là tôi đánh giá là những người đó là chưa có chín chắn. Tôi nói thẳng luôn, thấy không? Những người đó không chín chắn, mà nghe tiền là nhào vô chứ còn không biết những người đó như thế nào. Những người ngoài người ta hiện giờ ta không lên mạng, những người ta còn rất khổ, những thật tình đây còn chưa lên mạng như vậy, thấy không? Chứ đừng có kiểu như những cô phiên, những anh em nào mà lên YouTube hoặc là kết nối với phương phải chính xác, phải rõ ràng, chứ không phải là để lấy cái đó mình để câu view, câu like, ảnh hưởng đến xã hội. Ảnh hưởng đến xã hội rất lớn á. Anh cho em hỏi anh tên gì? Tôi tên Ba. Dạ, như là anh Ba cho em hỏi nè, như là ví dụ nếu mà anh Ba mà làm bên cái mảng truyền thông á, anh Ba cầm cái máy anh Ba đi quay, trước khi anh Ba quay á là anh Ba có phải tìm hiểu rõ cái người đó xong anh Ba mới cho lên hình không? Nó nghe rõ rồi, tôi nói cho nó chính xác. Dạ, như cho em hỏi anh Ba nè, như là ví dụ giờ anh Ba á, mà nếu mà anh Ba làm truyền thông, anh Ba cầm cái máy anh Ba đi ghi hình á, mà như là như là chẳng hạn như là anh Ba muốn ghi hình ông ngoại 77 tuổi đi, thì anh Ba có cần phải mà coi về cái nhà cửa ông như thế nào trước khi anh Ba bấm máy không? Rồi, ta nói tôi ngắt ngang, tôi nói tôi đã lại vấn đề nó rất là tốt. Nhớ trước khi mình cầm cái máy ghi hình hoặc là thông tin nhà báo ví dụ ha, mình đi quay mình phải đến, một là chính quyền, thứ hai là ở xóm, hiểu không? Thứ hai là ở xóm phải một cái người hỏi một cái người như ông đó, bà đó như thế nào, có thật sự vậy hay không? Đó, mình mới quay, mình đưa lên hình nó cho chính xác, để cộng đồng mạng người ta cũng khen những người quay phim đó là chính xác, trung thực, có hiệu quả, chứ không phải là quay câu liêu câu lai, đang nhìn ta xem, đang mình hưởng cái tiền đó là không có tốt cả thế giới nữa, không phải đó riêng mà một người đâu. Thôi phải đóng góp vấn đề đó, phải cẩn thận lại, nhà nước chính quyền bây giờ ta cũng có những gì sáng tạo đó, ta có yêu cầu nghèo khổ hoặc gì thật sự người ta mà đi đến ta quay phim hỏi vòng xung quanh một hai người ở xóm, chừng ít nhất cũng phải ba người, mình lấy ví dụ ba người mình lấy trong đó hai người, ví dụ cũng phải có người ghét người thương, hiểu không? Mình nói phải không? Mới chính xác, chứ còn cái này mình ở đâu phương trời nào đi lên văn phòng chỗ nhà nó ở rồi quay rồi nói liêu lao, nói kêu này câu này qua câu kia rồi người này người nọ đi tùm lum hết trơn, vấn đề đồng tiền là không có được, tôi nói vậy thôi. Chứ những bà mà tôi đề nghị những mấy bà mà ham tiền á,
phải cẩn thận lại, coi lại, xem xét lại. Yeah. Chứ không phải nói là nhà vô những bà tôi lên nói tệ, tôi không phải vì túi tiền ổng mà chưa chắc ổng có tiền mà nói là túi tiền ổng là sao, tôi lấy cũng chết rồi đó. Như vấn đề đó phải cần nghiên cứu lại đó, tôi đóng góp đó là chân thật đó, đi đâu tôi cũng nói như vậy đó. Cái gì đâu đâu nó phải rõ ràng, hiểu không? Những người ta ngoài đời ra chưa lên mạng lên đây người ta còn rất là nhiều người rất khổ hơn nữa mà ta còn chưa có lên nói như vậy nữa, hiểu không? Dạ. Đừng có những người mà xem YouTube hoặc là thích nói thương phải cẩn thận. Dạ. Xem kỹ lại. Tôi cầu vậy để đừng có để những người bị nạn nhân cho những người đó đó, hiểu không? Dạ. Đó là rất là khổ. Anh Đại U70 cũng như là ông ngoại U77 ha. Đó vậy đó, hả? Đó đúng là U77 đó, ông ngoại vậy đó. Tôi nghe cũng nhiều, tôi cũng theo dõi anh em, tôi thấy tôi nó mắc cười quá. Dạ. Làm những diễn chi, làm những chi, nó phải cho nó chính xác. Xã hội bây giờ là 5.0, 4.0 rồi, đâu còn vấn đề mà để lường gạt nó nữa, phải không? Dạ. Mình thật sự mình quay ra chứ còn kêu lại đó mình tôi quay vai vào trúng đặt cũng quay là đâu có được. Nhưng xã hội người ta phản ảnh dữ lắm á, tại ta chưa nói lên tiếng thôi. Dạ. Nó cười dữ lắm á, hiểu không? Tôi thì phải thấy bất xúc quá, tôi nói biểu điện tôi nói nó thẳng luôn vậy. Dạ. Thì tôi yêu cầu những cái YouTube là cách nói thường làm gì phải cho chính xác, trung thực, có cơ sở đàng hoàng. Nhưng muốn trước hết mình muốn gì mà về địa phương, hiểu không? Dạ. Về ngay địa phương mình hỏi trước hết là chính quyền, ông đó ở bên vợ hay là vợ đối xử sao khổ sở hay gì ha, ví dụ hoặc là ông đó nghèo phải như vợ đường giả hết của hay gì hay hoặc là gì đó mà có thật sự gì hay không, thì hỏi chính quyền. Thứ hai nữa là phải hỏi người dân xung quanh. Yeah. Sớm á. Yeah. Ít nhất phải 3 người 4 người trong đó mình lấy số đông, hiểu không? Yeah. Ông tôi nói vậy đúng không, chính xác không? Yeah. Rồi bây giờ tôi yêu cầu chứ bao nhiêu thôi, để có cái gì tôi điện tôi bổ sung thêm ha. Dạ rồi em cũng cảm ơn. Tên gì chú tên gì? Dạ em tên Huy. Nguyên hả? Dạ Huy. Rồi dạ. Thì cái tôi phản bác gì đó. Rồi dạ, cảm ơn nha Nguyên nha. Dạ rồi em cảm ơn anh ba.